À, con mới lại chia sẻ giúp cho mọi người, hiện nay là nhiều người đến nhờ Vũ Campuchia rất là nhiều. Rất là nhiều mọi người. Bây giờ con em mình đừng có nên làm cha bắt làm cha làm mẹ, là bên nói con mình đừng nên xây dựng lập trên mạng. Đừng mê chị lương cao, đừng có nói trái cây Campuchia này kia. Đừng có xin làm là nó bán trái cây ở Campuchia. Ha. Bây giờ rinh bốc nhét này kia là nay qua ở Cây Ninh này một bài kia là nó lừa đảo. Ha. Không nên lên mạng, không nghe là bạn bè mình nó qua trước nó bán mình á, nó qua trước làm rồi nó bán mình, nên mọi người là bên chia sẻ giúp giùm ha, mọi người không có nghe lời bọn xấu, nhất là lên mạng Facebook ha. Facebook cái gì trên mạng là lừa đảo, tiễn là lao động mà giá cao là biết rồi, giá cao là biết là lừa đảo hay không, nên bây giờ tôi cảnh giác lần này là nhiều lần rồi, bà con nên coi Facebook, coi YouTube của hiệp sĩ Quỳnh Hải, bà con coi với hiệp sĩ TV này kia đó, với hiệp sĩ Bình Dương đó, bà con cứ coi mấy kênh đó để bà con biết, để cảnh giác. Giờ mới vừa cứu bé này về từ ở Campuchia nè đó, mọi người biết mẹ cha rồi không ăn ngủ được, từ ở quê lên đây nhờ tiểu Vinh Hải, còn có người tự chuyển tiền nè, con em mình chuột mà không nên cử động chuyển tiền nè, chuyển là mất tiền nha. Đây có một gia đình ở đâu, ở Cà Mau không, ở đâu, Cà Mau ở Cà Mau bị mất hết 75 triệu đó, tự chuyển động cử động chuyển tiền, nên mọi người hay biết không, rất là nhiều người bị lừa, nên mọi người cũng xem hiệp sĩ Hải làm cách nào ha, ở đây làm miễn phí 100%, không có, đây là giúp đời giúp người ha. Là bây giờ anh ơi cho thăm là anh qua nhờ hiệp sĩ Hải là hôm qua này là có kết quả cho phải không? Anh là hiện nay là ở đâu? Tại Đồng Tháp phải không? Rồi anh là lên đến đây là anh gặp hiệp sĩ Hải anh khen cử không, hay là anh không khen cử? Nói thật đi. Lúc đầu anh lên đây anh thấy hiệp sĩ Hải khen cử hay là không khen cử? Có gì nói sự thật. Dạ, tin tưởng nè, hiệp sĩ Hải. Vâng. Rồi lên là đây là hiệp sĩ Hải là giúp tận tình không? Dạ, tận tình. Nói chung ở đây là làm là không bao giờ mà lừa dối lấy được gì thôi. Ở đây là lên làm ai làm cũng giúp, ai làm giúp hết. Nói chung một ngày một đêm phục vụ mấy cái hồ. Mà đang ngủ cái 2-3 phút là có người điện thoại, 2 phút người điện thoại, nên ngủ thông cảm cho, ban đêm cũng cho nằm nghỉ ngơi chút chứ mệt lắm rồi, nói chuyện bệnh luôn, biết là bệnh luôn, mốt gì già bệnh rồi, mới có 40 tuổi mà thấy còn già không? Nên mọi người là bận chia sẻ và hiểu cho đội hiệp sĩ Quỳnh Hải, bà ai báo án mắc trộm như hôm qua, đêm hôm này chạy cửa mắc ở phường Phú Mỹ mắc 4 chiếc xe Honda mà đến số 36 không à, là nói chung là đồng hương của anh Cao Ni với anh Điên đó, nên mọi người làm ơn mùa hè này với mùa mưa này cảnh giác ha, mùa mưa cảnh giác là xe cậu là tối ngủ làm lần gà chút phá trong, nhất là người ở nhà trọ bóp phá trong rồi gà chút phá bóp phá trong nữa, bây giờ nó cài cửa lấy xe 4 chiếc xe lượt ở Phú Hòa bắt 2 chiếc xe đêm qua đó, nên mọi người làm ơn chia sẻ dùm dân, giờ đâu phải một mình hiệp sĩ Hải mà làm nhiều tay đâu, nên mọi người cũng hiểu chứ đừng có rất là nhiều, còn cảm ơn rất là ấy. Rồi em trai đó, cho nói thăm là em xin việc làm gì ở trên mạng mà đưa em qua Campuchia, xin bốc ship cái cây xin bảo, đó trên mạng để bốc ship cái cây hả? Dạ. Bốc ship cây đi đâu? Dạ, từ bên Thái về bên Việt Nam. Từ Thái Việt Nam thử đã, giờ rồi nó dắt mình đi đường nào? Dạ, chứ mình lên Sài Gòn mà. Lên Sài Gòn rồi đó, Sài Gòn là chỗ nào? Ngay bến xe An Sương. Bến xe An Sương không? Rồi đó là xe gì đó? Xe 7 chỗ. Xe 7 chỗ là xe gì? Xe Innova hay gì? Innova. Rồi nó đó nó chở mấy đứa? Trong xe là có 2 người. Trên xe có 2 người là 2 người là cũng bị bán được không? 2 người là người đó hả? 2 người rồi có chở mình em không? Rồi chở đi đường nào? Rồi đi từ Sài Gòn lên tới Tây Ninh có một cửa khẩu. À, đi cửa khẩu đi chui hả? Đi chui qua bên đường nào? Đường ruộng hay đường nào? Đường rừng hay sao? Đường rừng phải không? Qua đất cam này, qua đó có chiếc xe ô tô chở đi qua luôn qua đi phải không? Ô tô là nó đưa mình đi khu của nó là bắt hỏi mình đánh vi tính không? Rồi mình nói sao? Dạ, nó không thì bắt ngồi nó tập là đánh được thì nó tiễn mình đi xuống cái khu công ty. Công ty phải không? Chở đi giáp Hà Lan được không? Chở đi tới Osamat. Giáp Hà Lan rồi nó chở rồi mình nói mình đánh được chưa? Mình qua được bao nhiêu ngày rồi? Tới nay là một tháng không? Qua có bị đánh đập chưa? Đã mới qua thì lúc đầu thì có chống cự thì nó mới đánh, còn không cự thì nó mất làm cho nó là vâng. Nó chỉ gì làm đó. Một đêm một ngày cho làm bường bao nhiêu tiếng? Từ
từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng. Lương nó nói ra nhiều một tháng. Lương mới đầu vô thì nó nói là 25 triệu tháng. 25 triệu tháng mà có lãnh được 25 triệu. Chưa, 25 triệu là trả sản lượng cho nó. Ờ. Còn không thì cứ ăn và uống thôi. Ờ, vậy một ngày nó tính ngày ăn nhiêu? Không, tính ăn. Chưa cả chưa tính lúc mà xong vô cũng biết. Xong rồi tháng sau. Ờ, tháng sau biết không? Tháng sau rồi nó biết rồi. Vô giống mình lừa được người nào chưa? Chắc là chưa được. Chưa lừa được người nào à? Lừa được người Việt Nam không? Nếu mà lừa được người Việt Nam ở Mỹ, Canada được không? Ừ. Bắt mình lừa người Việt Nam. Việt Kiều được kia không? Ờ, Việt Kiều Mỹ. Đó. Rồi nó giao mình mấy bao nhiêu cái Facebook? Giao mình 4 cái Facebook. 4 Facebook không? 2 nam và 2 nữ đánh. Ờ. Tức là nó cho mình Facebook nam, Facebook nữ không? Ừ, đúng rồi. Là nữ thì đưa gái đẹp, hình gái đẹp ra. Nam mày đưa hình trai đẹp mà có vợ mà ly dị vợ mà thành đẹp không, đi xe ô tô được ngon lành không, có gì không đó thì tôi nói gì cái dịch mạng xã hội là lừa đảo, nhất là mấy bà già 40 tuổi cho lên đó, làm ơn đừng lên mạng mà quen với mà trên Facebook nghe, làm quen trên Facebook là giả không ha, kia chuyện hẹn hò này kia là vô quê kết nói yêu thương này kia là vô là mắc vô là tiền mắc cặt men ha, vô đó là đang làm việc ở Singapore vậy, là mình là chứng khoán nhìn chỉ vô chơi đó, vô là mắc kỳ có tại chị nó chỉ mắc 200 mấy triệu đó, nên mọi người là bận cảnh giác vấn đề này, rất là nhiều người cứ báo hiệp sĩ ơi, bây giờ anh Hải ơi giúp tôi con tôi bên Campuchia này kia cứu này kia, nên nói riết ra mãi đây hoài bà con, nên xem hiệp sĩ Quỳnh Hải để giúp cho mọi người, giúp mọi người bà con là bên giúp giùm thiệt. Hiện nay là tôi rất là đau khổ, rất là đau khổ, bây giờ cứ hỏi ra Campuchia ngày nào cũng cứu Campuchia quá chừng, ngoài còn trộm cướp nhiều người báo mất xe rồi kia rất là nhiều đó, rất là nhiều, nên mọi người cũng nghe em mẹ kể rất là đau. Em qua có thấy có mấy người mà lập trung bị đánh không, chích điện không, đánh mấy người cũ cảnh báo người mới qua, đánh mấy người cũ cảnh báo người mới không? Dạ, đúng rồi. Rồi qua bển thấy chích điện nhiều không? Dạ, một tháng làm cái chích này những người làm không có sản lượng cho nó, là không sản lượng là lừa không đâu, lừa đảo không được là bị phải chích điện không? Rồi mấy người là dân đâu? Cũng dân đâu, ở đâu cũng gom gì đó hết. Nhưng mà quản lý là người ngoài Bắc không? Toàn là người Việt Nam hết. Bây giờ mà người nói chỗ miền nào? Chúng là Lào Cai. Lào Cai không? Rồi mấy người quản lý đó có hăm dọa gì em chưa? Có hăm, nếu mà không sống lượng thì sẽ có chích điện cho mấy thằng đứng tượng đó, là gì đó làm. Vâng. Bây giờ qua đó sợ về rồi, qua đó sợ chưa? Sợ. Sợ lắm không? Đó, nên bây giờ em có lời nói cho mọi người như em về bị cảnh giác, nói đi, nói bây giờ không nên xin việc làm trên mạng này kia. Mọi người cũng không nên tìm những nó nhỏ quá việc làm ở trên các Facebook tuyển những lớn ship và nó lớn lên giao hàng trái cây gì đó toàn lừa đảo hết đó, nó đưa cầm chi nó bây giờ nó thẳng nó đưa cầm chi nó bán nha, bán người mà mọi người làm ơn nè, hay là bên đừng có nghe là chuột thì kia là tự thì chỉ kỳ là mất tiền luôn nha bà con, mọi người bà con đến công an gần nhất bà con báo hoặc là gặp hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cho, không tự động mà đem tiền chuyển kia nó mất tiền luôn, nhiều người bị chuyển mất tiền lắm rồi, nên mọi người là muốn nhận ai mọi người phải biết nhà biết cửa, lại gặp người thật việc thật kia bà con, rất hiện nay là rất là nhiều, chứ hiện nay là nói chung là trên mạng lừa đảo không à, rồi hiện nay là có nhiều người cũng trục lợi rồi lấy hình hiệp sĩ Quỳnh Hải rồi để Facebook hiệp sĩ Quỳnh Hải rồi đi lừa đảo người dân, rồi bây giờ con muốn gặp hiệp sĩ Quỳnh Hải thì đến gặp trực tiếp, điện thoại trực tiếp chứ không có mà nhắn kênh qua Facebook là lừa đảo rồi, mọi người ở đây tôi làm miễn phí, còn Facebook giả thì cứ nhắn kênh chuyển tiền nhưng cái là mắc tiền là đủ thừa, hiệp sĩ Quỳnh Hải đó quen con lắm, hiện nay lấy hình hiệp sĩ Quỳnh Hải để làm Facebook nên mà con không nhắn kênh điện thoại trực tiếp phải nghe giọng hiệp sĩ Quỳnh Hải hay thấy hình luôn, rồi tôi kêu là đây làm gì, tôi kêu là đây hết chứ không mà cứ nhắn kênh là tôi cũng thích đến muốn gặp trực tiếp cho dễ ha. Như hôm nay hiện nay là lũ lụt miền Trung, nói chung nhiều người cũng nói chung là bắt hai ba vụ trộm giặt ha, ba vụ giặt thì có tiếng rồi cái lên mạng rồi kêu là đi quyên góp để cứu miền Trung, nên bà con nên cẩn thận ba cái đó là bà con cẩn thận nha, bà con không có nên chuyển tiền ngay, không có hiệp sĩ nào chuyển tiền hết á, bây giờ muốn cho tiền đến ngay Ủy ban Mặt trận của tỉnh nào, như mình ở tỉnh Long An mình giao cho Mặt trận Quỳnh Long An, còn ở trong Bình Dương thì giao Bình Dương chứ không có mà giao cho một người nào trên Facebook không biết ai biết này kia giả mạo này kia là mệt lắm ha. Đó nên mọi người cảnh giác vấn đề này,
nói riết nói mãi mà không có ai mà nghe, không ai mà nghe. Bây giờ nhiều người cứ mà điện thoại anh Hải ơi, em mới chuyển tiền cho hiệp sĩ này này, vô sẽ phải nào đúng không? Cái con nó giờ con không biết, giờ nó giả mạo đó, con biết giả giả gương này mệt lắm. Bây giờ bà con muốn cho tiền, muốn lũ đồ Bình Trung á, bà con giờ lên vô tỉnh Bình Dương hay hay vô tỉnh nào giao cho mặt trận tỉnh đó ha. Đó nên mọi người hãy cảnh giác, bây giờ đưa số cà phê mình lên đi chi trục lợi chứ làm gì. Đó ha, nên mọi người phải cảnh giác vấn đề này ha. Cảnh giác là cao độ. Bây giờ họ mấy dốt mình quá rồi, nhất là mấy chị em Việt kiều ở Mỹ, cái anh Hải lại xác minh rồi phải số khoản này đúng nó của người đó hiệp sĩ đó, người ta tôi nói không biết. Nói chung là bây giờ mình xét suốt lên ha. Sáng suốt rồi không có nhờ ai, không có nhờ giả này. Hãy dùng hiệp, hãy dùng nghệ sĩ đi, muốn cho kỳ đến mặt trận tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh hay gì vậy? Nghệ sĩ giờ có ai nghệ sĩ giờ có kỳ vừa rồi lãnh được 100 mấy million là người ta đưa vô 100 mấy tỷ á, 100 tỷ, 100 tỷ gì á, vậy đó giờ có đem có đâu, đâu có đem vô mặt trận giờ rồi không được bỏ khối ra cho 1 tỷ 500 triệu gì có đưa không, đâu có. Đó là hiểu rồi, mọi người hiểu không? Đó mọi người cứ có nhiều 500 triệu của đem vô mặt trận ha, thành phố Bình Bình Dương hay gì đó, đó gì được cái hôm đó. Chứ bà con đừng có nghe lời ai này kia quyên góp rồi cho tiền nó đi ra dùng ta cho 10 triệu nó coi nè, nó cho cả cái 500 ngàn rồi đó. Vậy mọi người hãy hãy sớm suốt lên ha. Bây giờ cái gì trên mạng là lừa đảo, nó thẳng vậy. Rồi bây giờ ba có lời nói cho mọi người cảnh giác để rồi ba còn về quê nữa. Nói lớn lên đi. Rồi con nữa, thằng trai nói đi cảm ơn. Rồi chúng rồi. Nói lớn lên. Rồi lớn lên. Dạ con cảm ơn chú Hải giúp trong đội. Trong đội rồi. Anh em trong đội giúp con về tới Việt Nam. Rồi con cảm ơn như thế nào đó con nói. À cái này để nói. Nói. Cảm ơn. À rồi giờ. Thôi con mốt là đi đâu rồi nhớ xin cha mẹ nghe. Ba mẹ mình là trên hết, không có được ghi lại bạn bè. Bạn bè mình nó rủ mình nè, có nhiều đứa nó bị rủ một lần rồi, bị bạn bè rủ nữa, nó công ty này quen, thực chất nó qua nó bán mình, bạn bè mình nó bán mình luôn nha. Nó bán mình qua công ty bốn lần, mỗi đứa nó rủ qua nó lấy được $1,000 á. Nó chỉ biết bạn bè mình lấy được công ty $1,000 là bán người. Nên bây giờ nếu mà nó thẳng ra, nếu mà tôi mà được chức năng và được cái nhiệm vụ mà lên mạng là xin việc làm, tôi gài nó vô mình, đưa người vô rồi bắt nó liền thiếu trai gì. Nhưng mà không có quyền hạn, trên Facebook là quá chịu đất này, lời chỉ nhân viên nè, lao động này kia nhân viên làm nó quá chịu đất, nhưng mà không ai làm á, nên tôi rất là đau rồi, rất là đau rồi. Lúc nào hiệp sĩ Quỳnh Hải lúc nào cũng muốn cho người dân, nhất là người ở đồng bằng sông Long này, miền Tây Nam Bộ này, cứ bị lừa nhiều nhất, nhưng với miền Trung đó, bị lừa nhiều nhất, tôi cứu miền Trung miền Tây nhiều rất rất là nhiều. Nói chung tôi cũng đau xót, người ta làm rượu làm đẩy không tiền bạc hết, đi mỗi lần đi về tốn tiền đủ thứ, nên mọi người hãy chia sẻ mạnh lên, đó mạnh lên dần. Giờ các chú người đang đợi để tôi giải cứu nè, rất là đau buồn mọi người, thì tôi không biết nói hơn. Một lần nữa tôi cũng phi người dân hãy cảnh giác cao độ lên, cái gì trên mạng là lừa đảo ha. Với mấy chị em phụ nữ mà ly dị chồng, mấy chị em phụ nữ mà ly dị chồng mà không nên là phải lên mạng xã hội mà thấy Facebook gì lạ mà vô kết bạn với mình, thấy trai đẹp á là đừng có kết bạn, cái đó là ảo. Hình là hình ảo trên mạng chứ thực chất là không phải. Không kết bạn người không quen, không được kết bạn nha. Người mà không quen là không nên kết bạn là tiền mất tật mang. Hoặc là không nên lên trang hò cũng là lừa đảo luôn ở bên Campuchia luôn. Là lên cái quay số rồi bắt đầu đóng tiền. Đó có nhiều người vài ba tỷ, rất là nhiều. Nên mọi người là bận hãy cảnh giác cao độ lên nữa, cảnh giác nhiều hơn chứ giờ mới cứu được. Giờ tôi rất là đau rồi, thầy cũng phải đau cho nhiều người. Không lẽ nói sao thì rất tôi muốn lại thì mỗi lần họ là sáng là lại anh Hải cứu con ở Campuchia thì tôi muốn lẽ tôi buồn thì là buồn. Cứ ngày nào cứ quá chùa đất Campuchia sẽ mơ gì phải Campuchia nhiều với lừa đảo trên mạng nhiều. Có chị phụ nữ kia bị lừa 200 mấy chục triệu cũng lên mạng trên hẹn hò là lên trai đẹp thì kia là mà tiền mất tật mang luôn. Đó cái gì trên mạng là mà đừng bây giờ mà chị em phụ nữ cảnh giác cái út lạ mà thấy trai đẹp mà lơ vô thử làm quen mình thôi, không phải quen, không phải người quen hay bỏ nha, không kết bạn nha, kết bạn là vô lừa mình á đó. Ai mà kêu chơi cái gì trên mạng là lừa đảo nha, không biết nhà cửa là cũng mấy nữa, người mà nói chuyện trước mặt cũng bị lừa đó chứ không chứ mấy. Còn này ở trên mạng nó biết nhà nó cửa đâu, đưa địa chỉ ảo á, đưa lúc nào quận nhất rồi thì kia Hà Nội thì cái đó, mọi người hãy giúp cho tôi một tay nữa. Rồi một lần nữa cảm ơn, chưa đâu giờ anh em chưa cơm nước nữa. Đó chưa cơm nước rồi, thôi hẹn gặp lại mọi người.
bye bye. Đó, hẹn lại. Đấy.